Hello anh em Ngọc Rồng Lậu tiếp nha. Tôi mới kiếm được con này ngon không thua kém gì Tết Vĩnh Viễn luôn. Và server này là server đám gốc nha, vào game nhập cốt nó cho hơn 700 thỏi vàng và 500.000 hồng ngọc. Ngoài ra còn được 20 bộ ngọc rồng 1 sao và hộp đồ kích hoạt của 3 hành tinh. Xem có shop đảo Kame nhé. Thằng này có cái shop VIP bán chân mạnh và đồ dịch chuyển boss sò boss. Shop Santa Y bản gốc luôn chả có gì. Bên này bán các item đeo lưng và linh thú. Thằng này là để úp rùa con đổi cải trang có cả map úp riêng nha. Bên trên này thì có bán các cải trang đẹp phết. Đoạn này thì có cả Luffy dạng mới luôn, do cái app này nó điên điên lên tôi méo đọc tên được. Tất cả chỉ số đều gốc hết nhé, lên sẽ không đa mảo nha. Bên này thì có úp ngọc bội, sẽ có map úp riêng cho anh em ha.